Như Quỳnh, cuộc đời và sự nghiệp ca hát trên đất Mỹ, hành trình thay thế giọng hát Phi Nhung trong tương lai. Nhạc sĩ Trúc Hồ từng nhận xét rằng Như Quỳnh là ca sĩ mà phải nửa thế kỷ mới xuất hiện một lần. Cô không chỉ có giọng hát hay, mà dáng vóc cũng đẹp xuất sắc, lại giỏi về múa, trình diễn rất tự tin và tự nhiên trước ống kính. Tên khai sinh của cô là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại Quảng Trị, bằng tuổi cố danh ca Phi Nhung. Những năm tháng đầu đời, Như Quỳnh rất khó nuôi, có lần tưởng đã nguy đến tính mạng khi bị sốt xuất huyết vào năm 1971, khi cả gia đình cô di chuyển vào Sài Gòn theo cha. Lớn lên cô còn mắc thêm bệnh phong thấp cùng nhiều bệnh khác, sức khỏe không tốt nhưng lúc nào cũng nghĩ về gia đình. Từ khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, cô luôn nghĩ làm cách nào để cha mẹ và các em không khổ cực. Sau năm 1975, cha của Như Quỳnh bị bắt đi cải tạo nên gia đình cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Như Quỳnh không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn, mất đi trụ cột chính, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, đồ đạc trong nhà lần lượt phải bán đi để cầm cự qua ngày. Tháng 4 năm 1993, Như Quỳnh cùng gia đình định cư tại Mỹ theo diện HO. Ban đầu, cả gia đình cư ngụ tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Sau khi bố mẹ ly hôn, hai mẹ con cô và em trai Tường Khuê đến cư ngụ tại Nam California trong một căn nhà do cô mua. Như Quỳnh đã phải đi lại giữa hai nơi để chăm sóc cho cả bố và mẹ. Không lâu sau khi sang tới Hoa Kỳ, Như Quỳnh gửi băng tiếng hát của mình đến trung tâm ACA. Nhạc sĩ Trúc Hồ và giám đốc ACA là Thi Nga mời đến thu thử rồi mời hợp tác ngay lập tức. Năm 1994, Như Quỳnh được chính thức xuất hiện trên chương trình ACA 6 chủ đề Giáng sinh với ca khúc Người tình mùa đông và ACA 7 chủ đề tác giả tác phẩm với ca khúc Chuyện hoa sim. Với tuyệt phẩm Người tình mùa đông, với hình ảnh cô áo đỏ đội mũ nồi, Như Quỳnh đã tạo nên cơn sốt với giới trẻ thời bấy giờ. Giọng ca ngọt ngào, nét mặt xinh xắn giúp cô nhanh chóng gây được thiện cảm với người nghe nhạc và trở thành cái tên ăn khách nhất của làng nhạc hải ngoại thập niên 90. Sự nghiệp suôn sẻ nhưng con đường tình duyên của Như Quỳnh thì chắc trở giống như những ca khúc mà cô thường hát về phận hồng nhan. Thuở xuân thì, Như Quỳnh từng dang dở một vài mối tình. Nhìn cảnh bạn bè đã yên bề gia thất, mỗi lần lẻ bóng một mình cô lại rơi nước mắt. Đến khi có tuổi thì ông tơ bà Nguyệt mới chợt nhớ xe duyên. Chồng Như Quỳnh tên là Nguyễn Thắng, có vẻ ngoài điển trai như tài tử Hàn Quốc. Như Quỳnh từng thủ thỉ, Nguyễn Thắng và cô quen nhau trước khi anh biết người yêu mình là ca sĩ, vì anh ít nghe nhạc Việt Nam. Trong mắt Như Quỳnh, chồng là người sống giản dị và biết quan tâm, chăm lo gia đình. Song hạnh phúc ấy không kéo dài, chẳng bao lâu, Như Quỳnh tuyên bố rằng hôn nhân của mình đã đường ai nấy đi. Cô quyết định chia tay vì không thể mang lại cho chồng hạnh phúc gia đình thực sự. Như Quỳnh tự nhận rằng mình ích kỷ khi không thể từ bỏ sự nghiệp để sống vì chồng con. Bản nhạc đời của hai nữ ca sĩ này có chung nhiều nốt trầm. Phi Nhung có tuổi thơ bất hạnh, là mẹ đơn thân năm 20 tuổi và lỡ duyên với nhiều người đàn ông. Tương tự, Như Quỳnh từng mất nghị lực sống hậu ly hôn, tưởng như mình không thể hát nữa. Nhưng cũng giống như Phi Nhung có con gái quên đi, thì Như Quỳnh có con gái Đông Nghi là niềm an ủi trong cuộc sống. Những lúc khó khăn, hai nghệ sĩ chia sẻ với nhau những nỗi đau khó ai hiểu thấu. Được trung tâm ACA lăng xê và thành công nhanh chóng như vậy, nhưng Như Quỳnh chỉ hợp tác trong hơn 2 năm. Từ cuốn ACA số 6 năm 1994 đến ACA số 12, cuối năm 1996, Như Quỳnh bất ngờ chuyển sang hợp tác với trung tâm Thúy Nga. Cuốn Paris By này đầu tiên Như Quỳnh tham gia là số 38 trong ca khúc Hoa tím người xưa của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Cùng lúc đó, Như Quỳnh thành lập trung tâm ca nhạc với Huy Anh, một người từng được cô coi như thân thiết, là Như Quỳnh Entertainment. Suốt bao nhiêu năm qua, những CD của Như Quỳnh vẫn là một trong những CD bán chạy nhất. Trong suốt giai đoạn này, trung tâm Thúy Nga đã đưa tên tuổi của Như Quỳnh trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu của nền âm nhạc hải ngoại qua một loạt các nhạc phẩm đặc sắc được dàn dựng công phu. Tháng 8 năm 2007, Như Quỳnh về lại nơi đã tạo dựng tên tuổi của mình là trung tâm ACA. Đây là một cú sốc đối với giới mộ điệu từ khắp thế giới. Tuy nhiên, Như Quỳnh tiếp tục có sự cổ vũ của nhiều người hâm mộ. Xuất hiện hai lần sau 2 năm ở trung tâm ACA, Như Quỳnh về lại trung tâm Thúy Nga cho đến ngày nay. Sau khi biểu diễn tại ACA 63, cô đã từ chối không tham gia trong chương trình ACA 64. Khoảng giữa năm 2009, Như Quỳnh trở về trung tâm Thúy Nga và xuất hiện trong chương trình Paris By Night 98. Trong chương trình Paris By Night 99, Như Quỳnh đã trình diễn đơn ca bài hát Duyên Phận, ca khúc sau này trở thành hit đình đám tại Việt Nam. Bài hát này được nhạc sĩ Thái Thịnh đặt vào rất nhiều tâm huyết, viết riêng cho cô hát trong chương trình Paris By Night 90, chân dung người phụ nữ Việt Nam. Nhưng vì lúc đó cô đang cộng tác với trung tâm ACA nên không thể hát được. Sau 2 năm, Như Quỳnh trở về trung tâm Thúy Nga mới được tin tưởng giao hát bài này.
Kể từ 2009 đến nay, Như Quỳnh vẫn xuất hiện đều đặn trên các chương trình tu hình của Trung tâm Thúy Nga và vẫn gây ấn tượng với nhiều nhạc phẩm mới và cũ. Cuối năm 2012, Như Quỳnh có trở lại trong cuốn Asia 71, tuy nhiên cô chỉ là khách mời giao lưu và không được biểu diễn trên sân khấu. Cho đến thời điểm hiện tại, Như Quỳnh vẫn đóng vai trò là ca sĩ thường trực của Trung tâm Thúy Nga, là một trong những ca sĩ được trung tâm ưu ái nhất, dành cho nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc. Đó xem như là lời tri ân sự đóng góp của cô dành cho trung tâm, cũng như khán giả ái mộ bấy lâu nay. Sau nhiều năm đợi chờ của khán giả hâm mộ Như Quỳnh tại Việt Nam, cô đã trở về lại quê hương sau 20 năm và phục vụ cho khán giả trong nước qua các live show, đặc biệt lần đầu tiên với vai trò làm huấn luyện viên. Việc Như Quỳnh về Việt Nam hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ, làm người ta gợi nhớ đến hình ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung. Tuy trong làng văn nghệ, Phi Nhung mới tập tành làm ca sĩ thì Như Quỳnh đã là giọng ca có tiếng, được nhiều người biết đến. Nhưng nếu nói về sức ảnh hưởng của hai ca sĩ tại Việt Nam, thì Như Quỳnh còn kém cạnh nhiều vì trước đó cô hoạt động chủ yếu tại hải ngoại. Năm 2018, Như Quỳnh chính thức làm huấn luyện viên thần tượng Bolero mùa thứ 3 cùng với Ngọc Sơn và Quang Lê. Như Quỳnh được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép biểu diễn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2018. Sau đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét để kéo dài thời gian. Đầu xuân 2024, Như Quỳnh thành công trong việc tổ chức live show Xuân Yêu Thương, biểu diễn ở thời điểm cận kề năm mới. Như Quỳnh cho biết muốn tri ân đồng nghiệp và người hâm mộ vì luôn bên cạnh, ủng hộ cô vượt qua nhiều biến cố cuộc sống. Khi còn sống, Phi Nhung từng chia sẻ thời mới đi hát, cô rất hay đứng sau cánh gà say sưa xem Như Quỳnh hát. Cô mê đàn chị hát hay, múa đẹp. Ca sĩ cũng thích những bộ áo dài của Như Quỳnh, ước được mặc áo dài đẹp như thế lên sân khấu. Dù vậy, thời đó, ước mơ của Phi Nhung chỉ là mơ ước vì cô không có nhiều tiền. Sau những lần đi diễn chung, Phi Nhung và Như Quỳnh quen nhau. Dù vậy, thời gian đầu, Như Quỳnh là người ít nói nên Phi Nhung tưởng đàn chị nghiêm túc, khó gần. Sau này, khi đã thân thiết, đi đâu cũng đi cùng nhau, danh ca mới gật gù. Như Quỳnh tưởng khó gần mà dễ gần khó tưởng. Ngoài công việc, cả hai thường tán gẫu, rủ nhau đi chơi và mua sắm. Có lần, Phi Nhung và Như Quỳnh đi cùng đoàn nghệ sĩ lưu diễn ở châu Âu, tranh thủ lúc rảnh rỗi, mọi người rủ nhau đi dạo một vòng. Phi Nhung, Như Quỳnh và một nữ ca sĩ nữa lang thang đến một câu lạc bộ đêm nhộn nhịp và tấp nập, toàn vào trong để biết không khí thế nào thì bị ngăn lại. Hóa ra, đây là nơi dành riêng cho người đồng tính. Tuy nhiên, ba ca sĩ vẫn quả quyết muốn vào cho biết. Thế là Phi Nhung và Như Quỳnh giả vờ ôm nhau tình tứ và được bảo vệ cho vào. Bộ ba có gì trò chuyện, hiểu thêm tâm tư tình cảm và càng trân trọng những người đồng tính. Năm 2018, Như Quỳnh về nước làm live show cá nhân, Phi Nhung theo sát đàn chị cả ngày trước đêm diễn. Thấy Như Quỳnh không chịu về nhà nghỉ ngơi mà ở lại sân khấu chờ đến tối diễn, Phi Nhung khuyên không được liền chạy đi mua chiếc ghế bạt gấp cho cô nằm đỡ mệt rồi mang súp đến cho đàn chị ăn. Tình bạn của Phi Nhung và Như Quỳnh hơn 20 năm, trong giới ai cũng ngưỡng mộ. MC Kỳ Duyên từng kể có lần Phi Nhung và Như Quỳnh đi diễn cùng nhau, đều mặc áo dài gắn hoa giống nhau. Tuy nhiên, sát giờ diễn, hoa trên áo dài của Như Quỳnh bị rơi là tả, thế là Phi Nhung bứt hoa trên áo của mình để dán sang áo bạn. Hơn 20 năm tình bạn cũng là hành trình Phi Nhung và Như Quỳnh tiến đến vị trí danh ca trong dòng nhạc Bolero, mỗi người có vị thế riêng. Nếu Phi Nhung là nữ hoàng băng đĩa thì Như Quỳnh có danh xưng nữ hoàng ca múa. Cả hai đều không scandal, chăm làm từ thiện và được đông đảo khán giả yêu mến. Quan trọng hơn, tình bạn của họ minh chứng rằng nghệ sĩ cũng có những mối quan hệ thân tình, bền chặt, vượt ngoài chuyện lợi ích, danh vọng hay đấu đá nhau giành vị trí cao trong nghề. Từ ngày Phi Nhung qua đời, dòng nhạc Bolero trở nên im ắng đến lạ thường. Từ ngày Như Quỳnh rời bỏ sân khấu hải ngoại để về hoạt động chủ yếu tại Việt Nam, người ta bỗng tìm thấy hình ảnh của nữ ca sĩ Phi Nhung ngày nào. Như Quỳnh sẽ thay thế Phi Nhung, hoàn thiện nốt giấc mơ âm nhạc tại quê hương mà nữ ca sĩ xấu số còn đang dang dở. Khán giả mong chờ Như Quỳnh có thêm nhiều lần đứng chung sân khấu với Mạnh Quỳnh, tiếp tục trở thành cặp đôi ăn ý nhất trên sân khấu. Ngoài Như Quỳnh ra thì không còn một nữ ca sĩ nào xứng đáng hơn để đảm nhiệm vị trí ấy. Cảm ơn các bạn đã đồng tình với quan điểm của lịch sử hải ngoại. Nếu có nhận xét gì hãy để nó dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video kế tiếp.